Năm 1414, sau khi thủ tiêu thế lực nhà họ Trần, nhà Minh bắt đầu thi hành áp đặt các chính sách cai trị đối với Đại Việt. Ngoài dã tâm thôn tính, nhà Minh còn thực hiện âm mưu đồng hóa dân ta về văn hóa xã hội nhằm biến Đại Việt thành một bộ phận của Trung Hoa. Nay đất An Nam đã thuộc về thiên triều ta, nên ngoài việc cắt đặt chức sắc ở các châu phủ huyện thì cần phải nhanh chóng thi hành chính sách đồng hóa theo chỉ dụ của bệ hạ. Chính sách đồng hóa à? Như vậy chẳng phải là rất nhiều việc phải thực hiện hay sao? Đúng vậy. Các ông nói xem, An Nam trở thành phiên thuộc, là một quận của thiên triều thì ắt hẳn người dân An Nam cũng phải sinh hoạt theo lối sống của thiên triều. Bành Tham Chi, ngài nói bắt dân An Nam sống theo Đại Minh ta sao? Chuyện đó mà các ông còn phải hỏi ta sao? Phải theo phong tục tập quán của ta. Không những vậy, trang phục đầu tóc cũng phải y chang. Đó là chưa nói đến đời sống văn hóa tâm linh như thờ cúng tế lễ hay việc giáo dục khoa cử, nhất nhất đều phải theo. Đúng vậy, việc đầu tiên là phải lệnh cho các châu phủ huyện dựng văn miếu và các đàn thờ xã tắc, thần gió, thần mây, thần núi, thần sông để thường xuyên tế lễ. Có chuyện gì vậy? Lại xem cáo thị kia. Sao? Sao thế? Sao lại cầm cắt tóc thế? Phải rồi, đàn ông đàn bà đều phải để tóc dài như người phương Bắc. Còn nữa, đàn bà phải mặc áo ngắn quần dài nữa. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy chứ? Trước giờ dân ta vẫn sống như thế này, ăn mặc đầu tóc có phải thay đổi đâu. Mà giờ người Minh sang, họ quy định thì dân ta phải theo thôi, nếu không muốn chết. Đúng là thời thế thay đổi rồi, nước mất nhà tan, cái gì cũng phải theo người phương Bắc cả. Tôi nghe nói bọn họ còn xây đền miếu khắp nơi, cả trường học nữa. Thế này người Việt ta thành người phương Bắc hết cả rồi. Đúng vậy. Thế thì chúng ta phải làm thế nào đây hả bà con? Phải chịu thôi. Không làm thế nào được đâu. Bệ hạ sai giám sinh Đường Nghĩa sang An Nam, lại ban sách Tứ Thư Ngũ Kinh, rồi tính lý đại toàn của nhà Minh cho những người nho học, học các phủ, châu, huyện. Thế này thì việc đẩy mạnh giáo dục, truyền bá nho học tới An Nam ngày càng chặt chẽ rồi. Không những thế, bệ hạ còn cử các thầy chùa truyền bá kinh Phật ở các ti, tăng, đạo nữa. Các thư tịch và sử sách của nước Nam đều bị tịch thu đưa về Yên Kinh cả. Nói thật với các ông, tuy chúng ta nô dịch An Nam, nhưng việc áp đặt quá sâu vào dân chúng thế này sẽ rất khó khăn. Nếu các ông có đọc qua Đại Việt Sử Ký thì biết, hơn 1.000 năm mà không nô dịch được người Việt. Giờ chúng ta phải làm sao để đồng hóa được dân chúng đây? Quả là rất khó, rất khó. Đại Việt dưới sự đô hộ của chính quyền phương Bắc đã có nhiều xáo trộn lớn về đời sống xã hội do bị ảnh hưởng bởi